cách sử dụng két sắt khách sạn Welco KS42 này. Bước 1 thì các bạn bấm thăng này, bấm mã số nhà sản xuất này, 1, 2, 3, 4, ấn thăng. Oven thì các bạn xoay rung vặn để mở két. Để đổi mã két sắt thì các bạn ấn vào ở trong này, có nút màu xanh, các bạn ấn nhà này. Đó. Kêu tít một cái thì các bạn quay ra bảng điều khiển. Các bạn nhập mật khẩu mới vào, tôi sẽ đặt tạm là 456789, ấn thăng. Báo info là các bạn đã đổi mật khẩu thành công. Các bạn mở cánh ra này, xoay cho cái chốt này nó bật ra. Sau đó mình thử lại cái mát của mình, ấn thăng này, 456789, thăng. Open, mình xoay. Lúc này mình có thể xoay đóng mở được cách rất là dễ dàng. Đấy là cách mở và cách đổi mã két sắt. Rồi, khi mà két sắt bị hết pin thì các bạn trừ cái lắp ra. Thì ở dưới cái lắp có 4 viên pin, đó là pin 2A. Nếu các bạn mà cần thay thì hay mua pin tốt như là Sony hoặc Panasonic để thay cho két sắt được an toàn và sử dụng được bền và ổn định hơn. Trong trường hợp mà hết pin mà các bạn muốn hết pin hoặc là quên mật khẩu thì các bạn dùng chìa khóa khẩn cấp, các bạn cắm vào, các bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ, sau đó xoay cái núm vặn sang bên phải để mở két. Lúc này các bạn có thể toàn quyền quyết định như là đặt mã số của két và thay đổi cái mã số của két sắt theo ý muốn của mình. Đó. Vừa rồi là toàn bộ các cái tính năng, những ưu việt của két sắt Welco KS42. Nếu các bạn trong quá trình sử dụng mà cần có hướng dẫn chi tiết thì hãy comment phía dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn một cách tận tình. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.